Ca Mâu Ni Phật Kính thưa Đại Đức Trụ Trì Chùa Hưng Pháp Kính thưa toàn thể quý Phật tử Hôm nay ngày 18 tháng Giêng năm Ất Mùi Tại Chùa Hưng Pháp tu niệm Phật một ngày Nhân dịp đầu năm mới kính chúc toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui hạnh phúc các tường như ý nam mô a di đà Phật Kính thưa quý Phật tử năm nay là năm Ất Mùi tức là năm con dê vậy trong thời pháp hôm nay thầy xin kể một câu chuyện về con dê trong kinh tiểu bộ 4 bài kinh 18 một hôm các đệ tử của đức Phật đến bạch với đức Phật bạch đức Thế Tôn chúng con thấy những người giết dê giết cừu để cúng cho các vong linh những người đã chết như vậy có được hạnh phúc có được lợi ích hay không đức phật trả lời không có được lợi ích sát sinh để cúng cho những người chết không được lợi ích gì cả và tiếp đó đức phật kể một câu chuyện tiền thân thời quá khứ có một vị bà la môn chuẩn bị giết con dê để cúng cho những người chết trước khi giết con dê đó vị bà la môn này sai các đệ tử đem con dê đi ra bờ ao tắm cho nó sạch sẽ cho nó ăn uống đầy đủ đeo vòng hoa cho nó sau đó đưa nó về nhà giết để cúng cho người chết những đệ tử theo lời thầy dạy dắt con dê ra bờ ao tắm cho nó cho nó ăn no và đeo vòng hoa cho nó trong lúc chờ đợi để dắt con dê trở về nhà làm thịt con dê tự nhiên nó cười cười rất lớn thì những người này thì lấy làm lạ sau khi cười một lát nó lại khóc nó cũng khóc rất lớn những người này hết sức là ngạc nhiên hỏi nó tại sao mày cười rồi mày khóc con dê trả lời mấy ông đưa tôi về gặp ông chủ đi tôi sẽ nói lúc đó những người này dắt con dê về cho thầy của mình và trình bày tất cả sự việc cho thầy nghe sau khi nghe xong vì thầy mới hỏi con dê Tại sao mày lại cười? Nó trả lời: Trong tiền kiếp tôi là một vị Bà La Môn cũng giống như ông. Cũng thông thuộc kinh Vệ Đà, cũng cúng tế và tôi đã giết một con dê để cúng cho người chết. Sau đó tôi bị đọa làm dê 500 kiếp và kiếp này là kiếp chó. Khi tôi biết mình kiếp này được thoát khỏi quả báo làm dê 500 kiếp, cho nên tôi mừng quá, cười. Ông hỏi: tại sao mày lại khóc?" Con dê trả lời: "Vì tôi thương ông." Bởi vì bản thân tôi trong quá khứ cũng như ông mà chỉ chặt đầu một con dê để cúng tế mà tôi phải bị 500 kiếp làm dê và 500 kiếp bị chặt đầu như vậy. Cho nên tôi thương ông, ông giết tôi trong tương lai ông cũng bị 500 kiếp làm con dê và 500 kiếp chặt đầu như vậy. Tôi khóc. Khi nghe như vậy ông bà La Môn hết hồn rợn tóc gáy sợ quá nó thôi vậy thì tao tha cho mày không giết mày nữa con dê nói xin cảm ơn ông nhưng mà cái nghiệp của tôi phải trả đủ 500 kiếp và cũng bị đứt đầu như thế ông nói không sao ta bảo đảm cho mi ta sẽ cho những người đệ tử theo bảo vệ mày nó cũng cảm ơn sau đó ông ta thả con dê vào rừng, cho một vài người đệ tử đi theo bảo vệ, sợ người ta giết nó, chặt đầu nó. Khi đi vào khu rừng, lúc đó con dê mới nhìn thấy mấy cái lá non ở gần đó có cục đá nó đứng ngước cái đầu lên nó ăn. Sấm sét nổi lên, đánh một cái trúng vô cái cục đá kế bên con dê mảnh đá đó nó văng ra chúng ngay cái cổ của con dê đứt đầu con dê chết tại chỗ được tin như vậy ông thầy bà la môn mới cho tất cả những người hàng xóm những người ở gần đó biết và đến họ xem thấy một sự thật rất là đáng sợ thế là từ đó trở đi ông ta không dám giết hại Xúc vật để cúng tế nữa đó là câu chuyện thứ nhất nói về con dê nhân dịp năm con dê và tiếp theo thầy xin kể một câu chuyện trong tích truyện pháp cú tập 1 nói về một người đồ tể giết heo ông này tên là kunda ông ta làm nghề giết heo hơn 50 năm Và mỗi lần ông ta giết heo đó Là ông lấy cái chày đó, đập lên mình con heo Cho nó sưng Sau khi sưng mình mẩy xong rồi đó Ông ấy nấu nước sôi Để vừa vừa thôi không có sôi quá Mới mở miệng con heo ra đổ nước đó vào trong bụng con heo để xúc ruột con heo bao nhiêu những phân dơ đẩy tống ra bên ngoài hết tiếp tục ông ta nấu nước sôi đổ lên mình nó cho lột da lấy cây đuốc có lửa hơ vào mình nó sau đó dùng con dao thật bén chặt đứt đầu lấy cái máu của con heo này để đó rồi ông ta mới quay con heo sau khi quay á, thì ông ta lấy cái máu tươi đó mới bôi lên mình con heo cho nó đỏ rồi ông ta đem đi bán và để một phần ăn hơn 50 năm ông ta giết heo như thế quả báo của ông lúc sắp chết ông ta la lối giống như là ai thọc huyết con heo la kinh khiếp và ông ta bò quanh nhà cũng giống như con heo trong bảy ngày như thế cả hàng xóm ai cũng nghe mà chịu không nổi ông la lớn lắm mà tiếng kêu của ông như là con heo bị học tiết quằn quại đau đớn bò Lê bò la như thế trong vòng 7 ngày thì nhà của ông ta cách tinh xá Đức Phật không xa cho nên đó, các đệ tử của đức Phật nghe tiếng kêu la của ông mới hỏi Đức Phật không biết là gia đình này tại sao có người kêu la giống như con heo như vậy Đức Phật mới trả lời đó là ông Kunda là người đồ tể giết heo Bây giờ ông ta bị cái quả báo như thế Và sau khi từ giả có đời này Ông ta sẽ đọa vào địa ngục Đây là câu chuyện thứ hai nói về sát sinh và quả báo của việc sát sinh. Câu chuyện thứ ba, Thầy xin kể cho quý Phật tử nghe cũng trong tích truyện Pháp Cú tập 3. Ông Đồ Tể giết bò. Ông này làm nghề giết bò cũng đã hơn 50 năm. Mỗi lần giết bò như thế, ông ta đều để lại một phần nào ngon nhất cho mình ăn và gia đình ăn. Còn lại ông ta đem bán. Một hôm ông ta bán hết, chỉ còn có một phần dành cho mình ăn, đưa cho vợ để chuẩn bị làm bữa cơm chiều. Trước khi ăn, ông ta đi tắm. Thì lúc ông ta đi tắm đó, có một người hàng xóm có khách nên chạy qua nhà ông mua thịt về để làm thức ăn đãi khách thế nhưng bà vợ ông ta nói rằng bây giờ thịt đã hết rồi chỉ còn có một ít chồng của tôi để lại ăn buổi chiều hôm nay cho nên không có bán khi nghe như vậy ông này biết bây giờ mình có năn nỉ cũng không được bởi vì ông này chỉ còn có một phần để chiều nay ăn Thì làm sao mình có thể nói ông bán cho mình được Thế là ông ta để tiền đó chộp miếng thịt đi luôn Bây giờ không mua nữa, không nói nữa mà lấy rồi trả tiền Thì bà vợ thấy ông lấy miếng thịt đi rồi ớ ớ ớ thôi chứ giờ làm sao Ông chồng tắm xong lên bà vợ cũng sắp cơm cho ông ăn khi nhìn mâm cơm không thấy thịt đâu Ông chồng mới hỏi Ủa tôi đưa cho bà miếng thịt Để làm cơm chiều nay cho tôi Mà miếng thịt đâu rồi Bà vợ kể đầu đuôi cho ông chồng nghe Sau khi nghe xong ông chồng nói Ôi, Ta không có ăn Không có thịt là dứt khoát không có ăn Bởi vì ông ăn thịt quen rồi Bữa nào cũng phải có thịt mới ăn được Thế là ông ta đứng lên không ăn cơm nữa, cầm con dao đi ra ngoài. Lúc đó, ông ta mở miệng con bò ra, nắm cái lưỡi nó, lấy con dao cắt đứt cái lưỡi luôn. Con bò rống lên la đau đớn rất là tội nghiệp. Ông ta cầm cái lưỡi đó đem vào nướng ăn. Cái quả báo của ông khi ông ăn cái lưỡi của con bò Không biết như thế nào mà ông cắn một cái đứt cái lưỡi của ông luôn Máu chảy ra đau quá Ông ta bò la rống lên giống như con bò vậy đó một lát sau ông ta chết Con bò bị cắt lưỡi kia cũng chết Khi chết thì ông này cũng đọa vào địa ngục Đó là câu chuyện thứ ba Bữa hôm nay chúng ta nghe những câu chuyện quả báo về sát sinh câu chuyện thứ tư ở trong kinh tiểu bộ năm có ông này chuyên làm nghề săn bắn một hôm ông ta vào trong rừng đi săn bắn như mọi ngày thế nhưng không được con thú nào hết trên đường trở về nhà gần cuối cánh rừng ông ta thấy có một cây thông rất là to đứng lại quan sát xem coi có con gì ở trên đó hay không lúc đó ở trên cây có ba con khỉ một con khỉ mẹ già rồi mù mắt và có hai con khỉ con hai con khỉ con này rất là thương mẹ hàng ngày nó đi tìm trái cây về đốt cho mẹ nó ăn thì khi ông thợ săn đứng ở dưới gốc cây lúc đó hai khỉ con đang đúc thức ăn cho khỉ mẹ bị mù thấy ông thợ săn đến không kịp đưa mẹ mình đi cho nên đành phải để mẹ ngồi đó hai con khỉ con này mới núp ra phía sau ông thợ săn đứng ở dưới gốc cây nhìn lên phát hiện ra con khỉ đang ngồi ở đó ông ta dương cung lên định bắn con khỉ đó con khỉ con vì thương mẹ nên xuất hiện và van xin ông thợ săn đừng có giết mẹ nó thế là ông thợ săn mới dùng tên bắn cái con khỉ con này rớt xuống sau khi con khỉ con rớt xuống rồi ông ta định dương cung bắn tiếp tục con khỉ mẹ nữa con khỉ con kia thấy vậy. Thương mẹ lại xuất hiện và van xin ông thợ săn này đừng có giết mẹ nó. Ông thợ săn cũng đồng ý, sau đó Dương cung bắn cái con khỉ con này rớt xuống rồi ông ta lại tiếp tục Dương cung bắn chết luôn con khỉ mẹ. Sau khi gom ba con khỉ lại, ông ta bỏ vào một cái giỏ xong rồi gánh về trên đường đi về lúc đó có một trận mưa lớn sấm sét đánh gãy cây và một cái cây gãy đó đập xuống đè ống chết tại chỗ sau khi chết ông này cũng bị đọa vào địa ngục đó là câu chuyện thứ tư bây giờ chúng ta nghe thêm một câu chuyện nữa là câu chuyện thứ năm. Câu chuyện này được chép trong tích truyện Pháp Cố tập 1. Một. một vị sư bị bệnh ung nhọt. Lúc đầu cái ung nhọt đó nó chỉ bằng hạt cải, rồi to thành hạt bắp, to thành quả táo, rồi sau đó nó to bằng quả cam và để ra máu mổ hôi tanh dữ lắm sau đó thì nó ăn vào tới xương. Lúc đầu các thầy tỳ-kheo ở trong tinh xá cũng thương chăm sóc cho vị sư này rất là cẩn thận. Thế nhưng về sau đó là do lở loét và đồng thời ăn vào tới xương tới tủy, hôi thối quá không ai chịu nổi cuối cùng đành bỏ lúc đó đức phật biết được đến an ủi vị sư này và chính tay đức phật lấy nước ấm tắm rửa cho vị sư này sạch sẽ đức phật làm cái việc đó xong rồi thì ông sư này chết trước khi chết vị sư này lại chứng quả a la hán có nghĩa là tuy đau nhưng lúc nào vị sư này cũng chánh niệm tỉnh giác tu tập đến khi gần chết thì chứng quả A la hán. Sau khi chết rồi các đệ tử hỏi Đức Phật bạch Đức Thế Tôn, vị sư này tại sao lại bị cái căn bệnh hiểm nghèo như thế? và nguyên nhân nào mà vị sư này trước khi chết lại được chứng quả a la hán đức phật mới kể cái tiền kiếp của vị sư này cho đại chúng nghe đời quá khứ vị sư này chính là người đi săn bắt chim và mỗi lần săn bắt chim như vậy rất là nhiều đem bán thì không hết nếu mà làm thịt bán á, mà còn dư lại thì nó sẽ hư sẽ thúi cho nên ông ta mới nghĩ cách là để cho chim còn sống bán bao nhiêu thì giết bấy nhiêu do vậy ông ta nghĩ ra cái cách là khi bắt được chim bẻ cánh để cho nó khỏi bay rồi bẻ chân là nó không có đi được Như vậy thì để nó ở trong nhà không có sợ nó đi Mà cũng không sợ nó bay nữa Lúc nào bán thì giết thịt nó Giết tới đâu bán tới đó thì Một hôm ông ta thấy có một vị A-la-hán đi ngang nhà mình khất thực Ông ta cũng phát cái tâm Dân cúng thức ăn lên cho vị A-la-hán đó và với tâm trong sạch như vậy. Cho nên trong kiếp này ông ta được xuất gia và chứng quả A la hán vì tạo cái nghiệp sát nhất là bẻ cánh chim rồi bẻ chân chim. Cho nên kiếp này bị quả báo người đỡ loét đau đớn tận xương tận tủy như thế qua năm câu chuyện này chúng ta thấy rõ quả báo về sát sinh thứ nhất quả báo hiện đời nghĩa là chúng ta làm một việc gì đó cái quả báo đó diễn ra ngay sau đó hoặc là ngay trong đời này cho nên gọi là quả báo hiện đời giống như chúng ta ném một cái quả banh vào cái tường mình ném càng mạnh thì nó dội lại mình càng càng đau đó là quả báo hiện đời quả báo trước mắt như vậy trong những câu chuyện này chúng ta thấy câu chuyện nào là quả báo hiện đời Thứ nhất là câu chuyện giết giết heo đúng không? Thấy rõ quả báo hiện đời là ông chết đau đớn la lối bò lê bốn chân cũng giống như con con heo. Thứ hai là câu chuyện gì? Cắt lưỡi bò, sau đó ông ta cắn đứt lưỡi của mình. Và câu chuyện thứ ba là gì? giết khỉ khi giết về bị sấm xét đánh gãy cây và một cái cây gãy đập xuống đè ống chết tại chỗ đó là quả báo hiện đời còn quả báo đời sau là câu chuyện gì đúng rồi câu chuyện vị sư đời trước giết chim bẻ cánh chim bẻ chân chim cho nên đời nay bị quả báo ung nhọt đầy mình rồi lỡ loét tới xương tới tủy chịu đau đớn thứ ba là quả báo không những đời sau mà nhiều đời sau nữa qua câu chuyện gì đúng rồi câu chuyện con dê con dê nó phải chịu tới năm trăm kiếp mà kiếp nào cũng phải chặt đầu hết trong nhân quả này chúng ta thấy có khi nhân quả giống nhau và cũng có khi nhân quả khác nhau nhân nào quả nấy đó là giống nhau thí dụ như bây giờ chúng ta trồng dưa thì ra dưa chứ không thể trồng dưa mà ra cà hoặc là chúng ta trồng ớt ra ớt chứ không thể trồng ớt mà ra dưa leo đó gọi là nhân nào quả đó như vậy trong câu chuyện chúng ta vừa nghe câu chuyện nào là nhân nào quả đó ai đoán được trong năm câu chuyện chúng ta vừa nghe câu chuyện nào là nhân nào quả đó chuyện con dê đúng không là vì sao? Vì đời trước ông giết giết dê, cho nên ông bị quả báo làm làm dê. Đó là nhân nào quả đó. Trong câu chuyện nhân nào quả đó, chúng ta thấy rất rõ là đời trước ông bà La Môn chặt đầu dê để cúng tế và ông ta phải chịu làm năm trăm kiếp dê có phải là nhân nào quả đó không có phải là trồng dưa ra dưa không trồng đậu ra đậu không nhân quả khác nhau thí dụ như bây giờ kiếp này mình đập đầu bò chết nhưng mình không làm bò được cái phước mình trở lại làm người khi trở lại làm người chúng ta bị bệnh đau đầu hoặc là bị ung thư não cả đời mình phải chịu đau đớn như thế tuy rằng chúng ta không trả như cái trước là chặt đầu dê bị làm dê rồi bị chặt đầu mà chúng ta đập đầu bò chết tái sinh làm người chúng ta bị đau đầu bị đau não bị ung thư não cả đời mình bị đau như thế cái khổ sở cũng giống như là mình đập đầu con bò Bây giờ Thầy lấy thêm một thí dụ nữa cho quý vị dễ hiểu Khi mình mượn người ta một dạ lúa Mình không có lúa trả thì mình trả bằng gì? Đúng rồi, đó Nhân và quả khác nhau đó Mình mượn lúa mà mình trả Trả tiền Hoặc là bây giờ mình mượn vàng người ta Nhưng mình không có vàng trả thì mình trả gì? Trả tiền, trả đô la Nhưng mà cái giá trị của nó bằng với với vàng Thí dụ như vàng một lượng 50 triệu Thì chúng ta trả 50 triệu thì nó bằng nhau Như vậy thì cái này là nhân quả khác nhau Nhưng mà giá trị tương đương Trong cái câu chuyện mà chúng ta vừa nghe Câu chuyện nào nói về nhân quả khác nhau Câu chuyện nào? Đúng rồi, ông thầy tỳ kheo đời trước giết chim bẻ cánh chim bẻ chân chim thế nhưng ông ta không có bị đọa làm chim mà vẫn làm người và khi làm người thì ông ta bị cái quả báo ung nhọt lỡ lói đau đớn đó là nhân quả khác nhau nhưng quả báo của mình chịu cái giá trị thì nó tương đương với nhau. Bây giờ mình mượn người ta chiếc xe cúp hay là xe quay rồi bị mất thì mình không có xe mình đền bằng gì? Đền bằng tiền. Thì tiền đó nó tương đương với giá trị của chiếc chiếc xe. Như vậy được không? Được chứ. Cho nên không nhất thiết là nhân và quả giống nhau có những trường hợp nhân và quả khác nhau trường hợp nhân quả giống nhau đó là ông bà la môn chặt đầu dê kiếp sau làm dê còn vị sư đời trước giết chim bẻ cánh chim bẻ chân chim nhưng đời nay làm người bị cái quả báo bệnh tật đau đớn như thế qua những câu chuyện trên chúng ta thấy người ta giết các loài động vật có ba lý do thứ nhất là giết để cúng người mất thứ hai giết để bán thứ ba giết để ăn thứ nhất giết để cúng người chết xin hỏi quý vị khi người đã chết rồi chúng ta cúng người chết có ăn được không chắc chắn là không rồi Thông tin thì quý vị về cứ để cái mâm cơm lên cúng người chết coi là còn hay là hết. Mang tiếng cúng cho người chết chứ thật ra mình ăn không à. Còn ai á, muốn cúng cho người chết ăn á, thì thầy đề nghị đốt đi, đốt cho thành tro hết. Có dám đốt không? Đốt thì tiếc phải không? Có câu chuyện cũng ở trong kinh Tiểu Bộ người con thấy cha khóc cúng cho ông nội của mình đã chết nhưng mà không cách gì can ngăn được người con này cũng hiểu về phật pháp thế nhưng nói người cha không nghe tối ngày khóc thương ông nội rồi nấu thức ăn dâng lên cho ông nội một hôm anh ta tìm mọi cách để làm sao chuyển hóa được cha mình bớt nhớ bớt thương và cũng không nên cúng bái như thế chợt anh đang đi ở ngoài đường thấy có một con bò chết anh ta mới suy nghĩ đây là cái cơ hội để có thể làm cho cha mình thất tỉnh về cái việc người chết như thế này thế là anh ta mới đi tìm rơm đến chỗ con bò nằm chết đó. Đứng nói bò ơi ăn rơm đi, bò ơi ăn rơm đi, bò ơi dậy ăn rơm đi Những người hàng xóm thấy vậy Chạy về báo cho cha của anh biết Nói ơi ông ơi con của ông bị thần kinh rồi kìa Ông nói làm sao Con tôi khỏe mạnh lắm mà Đâu có bị thần kinh gì đâu nó Nói nó bị thần kinh rồi hay sao Thấy nó đang cầm rơm mà nó cứ kêu con bò dậy ăn Mà con bò chết rồi ông nghe ông cũng bực ông nói sao cái thằng này nó khùng dữ vậy ta con bò chết rồi mà đem rơm đến cho bò ăn là sao thế là ông ta đi ra chỗ đứa con ông nói sao rồi con làm cái gì lạ vậy con bò nó chết nó nằm như thế rồi mà đưa rơm cho nó ăn nó ăn làm sao lúc đó đứa con nó thấy mừng rồi nó nói thưa cha con bò nó chết nó nằm đây nó còn đây mà con cho rơm nó nó không ăn được còn á, người chết đã đem chôn rồi mà còn khóc mà còn cúng cho họ ăn thì làm sao họ ăn được lúc đó ông cha mới tỉnh ra thế là về ông ta không có khóc không có cúng gì ông cha nữa cả chúng ta thấy rất rõ người xưa có câu nói rất hay sống không cho ăn chết làm văn cúng rùi là vậy đôi khi chúng ta có lòng thương tưởng nhớ đến người mất tình cúng đó là cái tấm lòng thế nhưng đối với người học phật của chúng ta không vì người chết mà mình giết con này con kia để cúng cho người chết vì người chết không có ăn đâu chỉ có chúng ta ăn thôi đức phật dạy rằng sau khi chết người ta đi Luân hồi trong Sáu cảnh giới Địa ngục Ngạ quỷ súc sanh Atula Người trời Sau khi chúng ta chết Đầu thai làm người rồi Người thân mình cúng Cũng đâu có ăn được Nếu Sinh làm con Thú Thì cũng không ăn được Mà đọa vào địa ngục Thì cũng không ăn được Lên có trời Cũng không ăn được Như vậy Chúng ta phải hiểu cho đúng Là cúng chỉ tưởng nhớ người chết chứ không phải cúng để cho người chết ăn không thể ăn được như vừa nãy thầy nói đó nếu ăn được thì bây giờ quý vị cúng mâm cơm mà lát nữa còn có nửa nó thì được là họ ăn đó lần này cúng một mâm cơm vẫn còn nguyên lát nữa là chúng ta ăn thôi chứ người chết có ăn đâu bây giờ là người học Phật chúng ta cúng thôi mình làm một mâm cơm chay cúng cho ông bà được rồi, không cần thiết thì phải sát sinh hại vật để cúng. Sát sinh hại vật cúng chúng ta mang một cái tội sát sinh mà ông bà cha mẹ mình cũng không ăn, không hưởng được gì đâu. Thứ hai là giết để bán. Đây là những nghề gọi là nghề sát sinh. Có khi người ta gọi là nghề đồ tể là những người giết heo giết bò hoặc là những người làm nghề sát sinh xin thưa với quý vị ở trên cuộc đời này có rất nhiều nghề là người phật tử chúng ta nên chọn những nghề gì đó nhất là tránh sát sinh bởi vì chúng ta đã thấy được cái quả báo sát sinh nó nặng lắm mạng sống là quý cắt đứt mạng sống là một tội ác nếu chúng ta không giết hại mà còn phóng sinh thì đó là công đức rất lớn sát sinh là tội ác phóng sinh là công đức như vậy mình phải cân nhắc nghề nghiệp nuôi sống bản thân mình không vì cái lợi trước mắt mà chúng ta bị những cái quả báo đau khổ nhiều đời nhiều kiếp quý vị thấy ông bà la môn chặt đầu một con dê để cúng tế mà phải 500 kiếp làm dê cái quả báo kinh khiếp như vậy đức phật dạy khi chúng ta sát sinh thì cái quả báo của mình Trước nhất là địa ngục Rồi sau đó là ngạ quỷ Rồi tiếp tục là súc sinh Quả báo nặng như thế Nếu một đời của mình Mà làm nghề sát sinh Thì quý vị tưởng tượng coi bao nhiêu kiếp Quý vị bị đọa địa ngục Ngạ quỷ súc sinh Cái lợi thì ít Mà cái hại thì nhiều Làm nghề sát sinh Xin thưa với quý vị giàu lắm lời lắm đời nay ăn được no bụng đấy được sung sướng đấy nhưng quý vị suy nghĩ coi sau khi từ giả có đời này quý vị đọa địa ngục chịu đau khổ làm ngạ quỷ làm xuất sinh bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp như vậy cái nào hơn cái nào lợi cái nào hại quý vị phải cân nhắc điều này cho nên đức phật dạy chúng ta tránh mạng là phải nuôi mạng chân chính tránh cái nghề sát sinh người đời người ta không hiểu người ta làm nhưng chúng ta là những người con phật thì mình nên kiếm nghề nào lương thiện tốt không có hại mình không có hại người thì làm nói một cách khác nếu mình là người có trí tuệ có lòng từ bi mình không thể làm những cái nghề như thế được vì cái lời nó ít lắm quý vị chưa kể thầy nói thiệt có nhiều người làm những cái nghề sát sinh nó chỉ có được đời cha thôi tới đời con đời cháu nó, nó tàn lụi tàn lụi không lên nổi không phát nổi người xưa có câu nói rất hay ông cha kiếp trước khéo tu bây giờ con cháu vẫn dù nghênh ngang ngược lại đời cha ăn mặn thì đời đời con khát nước nói như thế đôi khi nó không có phù hợp với cái nhân quả vì nhân quả ai ăn lấy no ai làm lấy chịu sao mà người cha làm người con chịu xin thưa với quý vị cái này nó cũng là nhân quả bởi vì ông cha làm ác cho nên á, những cái đứa con nó sinh ra trong nhà đó cũng là những đứa ác nữa cho nên nó bị chung cái quả báo đó chứ không phải là cha làm mà con chịu đâu quý vị hiểu không thí dụ như bây giờ đời trước mình làm ác cho nên mình sanh nhầm vô cái nhà của cái ông đó cha ác con ác chứ không phải là ông cha làm ác mà con chịu đâu có chăng là ảnh hưởng thôi thí dụ như bây giờ mình nói ở trên thế gian này người cha đi ăn cướp ăn trộm làm cái nghề bất chính bị người ta khinh chê bị pháp luật bắt giam cầm thì xin hỏi quý vị rằng là vợ con có tủ nhục không có không có chứ nó cũng ảnh hưởng tuy rằng vợ con không bị tù không bị người ta khinh nhưng mà cũng tủ nhục chứ mình có ông chồng có ông cha mà đi ăn cướp ăn trộm lừa đảo bị tù như thế thì vợ con cũng nhục nhã lắm nó ảnh hưởng vả lại khi chúng ta làm những cái nghề sát sinh đó đó chính những cái hành động mà giết hàng ngày của chúng ta đó nó huân tập vào cái tàn thức của mình và biến mình trở thành những cái người ác những người rất là hung dữ không những đời này và đời sau người ta nói là ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt chúng ta làm cái gì nó cũng thành thành quen cho nên chúng ta đừng có huân tập cái hạt giống ác những cái hành động giết đó sau này nó thành thói quen chúng ta rất là khó sửa đổi được và chính thói quen đó nó tạo thành cái nghiệp dẫn chúng ta trong tương lai trở thành những người hung ác có thể giết người không gớm tay cho nên khi làm một cái nghề gì để sinh sống xin quý vị hãy suy nghĩ cho thật kỹ đừng vì cái lợi trước mắt để rồi trong tương lai chúng ta bị đọa vào những cảnh giới đau khổ gấp trăm gấp ngàn lần cái hiện tại đó là nghề sát sinh dù cái nghề đó quý vị thấy rằng một ngày mình làm lời Năm, mười triệu, vài chục triệu Xin thưa Cũng không có ham Vừa rồi Có một cái lễ hội Mới phục dựng lại Tại miền Bắc Ở Phú Thọ Đó là lễ hội Cầu trâu Cầu trâu có nghĩa là đập đầu trâu Họ chọn một cái con trâu rất là khỏe mạnh sau đó đi tắm, xong rồi về làm lễ gì đó rồi cột nó vào một cái cây, xong rồi 12 anh thanh niên cầm cái vồ đập lên đầu nó. Cứ đập cho đến khi nào con trâu chết thì thôi. Quý vị thấy đó là hành động rất là dã man. Thế mà lại là một lễ hội để cho biết bao nhiêu người đến xem, xem cái gì? Thí dụ như là hàng ngày chúng ta thấy Người ta giết bò, giết trâu, giết gà, giết vịt, giết này, giết kia đó Thì người ta giết ở đâu? À, giết ở lò mổ Không có ai thấy Còn ở đây á, lại đem ra cho mọi người xem Mà thay vì á, mình giết con vật Rồi mổ bụng nó ra Banh thay nó ra cũng được đi Đằng này á, con vật nó đang còn sống mà lấy cái vồ độc cho nó chết quý vị thấy đó là một cái hành động dã man đó là những lễ hội của thời cổ xưa rồi những cái thời dân trí còn thấp kém lạc hậu người ta mới làm như vậy bây giờ mình là những con người thông minh đã có lý trí có hiểu biết rồi mà lại hành động giống như những người cách đây cả vài ngàn năm do đó chúng ta lên án những cái lễ hội như thế này bây giờ mình phải đặt mình vào trong cái trường hợp con trâu xem như thế nào người ta cột mình vào cái cây rồi người ta cứ lấy vồ người ta đập đầu mình thì mình có chịu nổi không mình có đau không mình có sợ không mình có oán thù những cái người đó không thế mà con trâu quý vị thấy nó là con vật rất hiền lành nó giúp cho người nông kéo cày, kéo xe Thế mà chúng ta đối xử với nó một cách giả mang như thế Vậy mà mình nói là những cái lễ hội văn hóa Không biết văn hóa gì Lễ hội giả mang chứ văn hóa gì Thế mà bây giờ Việt Nam chúng ta Ở nơi này nơi kia đang có những cái lễ hội như vậy Còn có những lễ hội trước đây ở Tây Nguyên đó họ cột con trâu lại rồi cúng tế nhảy múa xung quanh sau đó lấy cái lao nó phóng vô mình đó phóng cả hàng chục cái lao vào mình con trâu vậy cho đến khi nó chết có nơi á thì họ còn giả mang hơn nữa là con trâu nó đang đứng như thế đó họ lừa 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 họ chạy xong rồi họ lấy dao họ chặt cái chân nó phùy xuống rồi mới lấy những cái giáo đâm cho nó tới chết luôn đó là cái sự hành hình giá man Ở Nepal vừa rồi cũng có một cái lễ hội chặt đầu trâu Họ gom lại một lúc Quý vị biết bao nhiêu con không? Hơn 6.000 con trâu Và họ dùng cái cách là Lấy con dao đó, lấy cái rửa đó Chặt đầu họ Chặt một cái là đứt cái đầu Thì khi thầy nhìn một cái lễ hội đó với cả hàng mấy ngàn con trâu đất đầu nằm đầy một bãi đất còn hơn cái chùa của mình rộng như thế thì mình nhìn thấy nó giá mang thiệt nhưng đôi khi mình suy nghĩ lại giữa cái chặt đầu đó với cái đập đầu của mình đây cái nào giá man hơn theo quý vị cái nào giá man hơn đúng rồi bởi vì sao chặt một cái là nó chết rồi đúng không ạ à? Còn đằng này đập đầu nó cho đến nó chết Nó dễ dụa kêu la đau đớn Thì quý vị thấy quá tội Còn chặt đầu thì cái phục cái rồi nó chết là không sao Ở Việt Nam mình còn có một cái lễ hội chém lợn đó Ở Bắc Ninh Đi rước con heo đó Ở ngoài Bắc gọi là lợn đó Đi vòng vòng trong cái thôn xong rồi tới đó rồi căng bốn chân ra một ông cầm một cái cái đao đó ông ta chặt một cái đứt làm đôi rồi người ta đến lấy tiền bôi lên máu nó để đem về được may mắn quý vị thấy bây giờ người ta bày ra những cái lễ hội không có lương tri những lễ hội như thế nhằm giáo dục con người cái gì quý vị suy nghĩ coi nhằm giáo dục cái gì đây con cháu mình quý vị có muốn cho nó đến xem những cái đó không có muốn không không ai muốn hết bởi vì con cháu mình đến xem những cái cảnh giết chóc như vậy rất là nguy hiểm cho nên chúng ta cần phải lên án những cái lễ hội như thế này và mình không tham gia những lễ hội như vậy tham gia những lễ hội như vậy để nhằm kích thích những cái điều ác của mình chứ không có tốt gì đâu cho nên không không nên đến và cũng không nên cho con cháu mình đến những cái lễ hội như vậy nó không có tính giáo dục hướng thiện hướng thượng thứ ba là gì giết để để ăn vừa nãy chúng ta nói giết để cúng người người chết rồi giết để để bán rồi bây giờ giết để để ăn con người chúng ta ăn để sống hay là sống để ăn chúng ta ăn để sống chứ không phải sống để ăn đâu như vậy con người chúng ta thức ăn nó phù hợp với loại gì rau củ quả đó là phù hợp với con người còn ăn các loài động vật không phù hợp với con người con người của chúng ta nó ở cái nhóm là như con khỉ nè con bò nè con trâu nè con dê con cừu nè đó là những loài ăn cỏ loài ăn rau củ cho nên chúng ta thấy những con vật đó rất là hiền lành còn những cái loài ăn thịt là loài răng nanh như cọp sư tử chó sói beo những cái loài đó nó rất là hung dữ con người của chúng ta phù hợp với rau củ quả nhưng do từ nhỏ đó cha mẹ cho mình ăn thịt ăn cá nó quen rồi cái mùi tanh đó nó quen rồi bây giờ không có những thứ đó chúng ta ăn không được chứ còn nếu từ nhỏ mà chúng ta ăn chay thì lớn lên chúng ta cũng vẫn ăn bình thường rau củ quả không có cái gì trở ngại cả bởi vì con người của chúng ta nó phù hợp với các thức ăn đó chứ nó không phải là cái loài ăn thịt không phải loài ăn thịt chẳng qua chúng ta tập nó quen thôi khi ăn thì quý vị phải suy nghĩ như thế này mình muốn sống lại lấy mạng sống của chúng sinh khác nuôi mạng sống của mình như vậy có hợp lý hay không có bất công hay không nói như vậy là quý vị hiểu rồi mình muốn sống mà lại giết con vật khác để nuôi sống mạng mình như vậy không có lòng từ không có công bằng không có hợp lý đúng không tại sao mình muốn sống mà lại giết mạng sống của chúng sinh khác nuôi mạng sống của mình khi chúng ta ăn một miếng thịt vào miệng thì quý vị cứ suy nghĩ đi mình ăn vào miệng mình để cho ngon miệng mình nhưng khi nuốt khỏi bụng rồi lỡ mà nó có vấn đề gì đó ói ra thì quý vị có dám ăn lại nữa không không dám nhìn là thấy ớn rồi ở lạ vậy đó ở ngoài ngon như thế ha mà bỏ vô bụng mình ói ra một cái là thôi đó là không dám ngó không dám nhìn chứ đừng nói ăn nếu mà nó tiêu hóa thành phân thì cũng không dám ngửi nữa Khi chúng ta ăn mình phải quan sát xem Cái con vật mà mình ăn đó Nó bị thọc huyết, nó bị đập đầu, nó bị mổ bụng Nó bị luộc, nó bị nấu, nó bị xào Đau đớn lắm chứ Mình ăn một miếng thịt vào mình không thấy cái đau đớn của những chúng sanh đó chúng ta phải quán sát lại cái việc ăn của mình ngon miệng mình một tí mà biết bao nhiêu chúng sinh bị giết một cách dã man đau đớn thử hỏi xem coi mình có nỡ lòng nào để mà nuốt những cái miếng thịt đó hay không quý vị phải suy xét chúng ta ăn để sống chứ không phải sống để ăn những người xuất gia chẳng hạn như thầy đây là hơn bốn mươi mấy năm rồi Ăn chay thì thầy thấy cũng bình thường thôi Chẳng qua là thói quen Mình ăn chay quen rồi Thì bây giờ ngửi cá ngửi thịt thì lại không chịu nổi Chứ còn trong rau, trong củ, trong quả Cũng đều có chất bổ dưỡng Chứ không phải là không có Đôi khi mình ngồi suy nghĩ cũng là Ông trời cũng sinh ra như con bò con trâu con ngựa con voi những cái con đó con bò con trâu nó ăn chỉ có một loại là cỏ thôi thế mà nó khỏe như thế lạ như vậy còn mình ăn đủ thứ hết trơn mà bệnh nó cứ vẫn bệnh có nhiều người nói uh, ăn chay mất máu ăn chay bệnh ăn chay ốm ăn chay xanh đủ thứ chuyện hết đó. bây giờ thầy mới hỏi lại chứ quý vị ăn mặn có ốm không có bệnh không có xanh không cũng đầy hết á đi vô bệnh viện xem coi coi mấy người nằm bệnh viện đó ăn chay hay ăn mặn chứ mình cứ nói là ăn chay bệnh thì sao vô bệnh viện toàn là người ăn mặn không chứ có ai ăn chay đâu như vậy thì cái bệnh đó là cái nghiệp của mình chứ không phải là nói rằng mình ăn chay mà bệnh mà ăn mặn không có bệnh cho nên chúng ta phải nghĩ đến nhân quả phải có lòng từ đức Phật dạy chúng ta người Phật tử tại gia giữ năm giới giới thứ nhất là gì không sát sinh vừa nãy giờ thầy đã kể cho quý vị nghe mấy câu chuyện về quả báo sát sinh thì quý vị phải cố gắng nhớ những câu chuyện đó và chúng ta phải thấy được cái quả báo của sát sinh rất là to lớn rất là đau khổ không những đời này và nhiều đời sau do vậy người phật tử chúng ta phải phát khởi lòng từ phải thấy tất cả chúng sinh đều tham sống sợ chết tất cả chúng sinh đều có phật tánh mình tham sống thì con vật cũng tham sống mình sợ chết thì con vật cũng sợ chết Mình có Phật tánh thì con vật cũng có Phật tánh Cho nên chúng ta phải tôn trọng cái tánh linh đó Tại sao nó là con vật? Trước đây nó có là con người không? Có không? Nó cũng như mình thôi Nếu mình không biết tu thì mình cũng đọa làm súc sinh Chứ không phải là mình làm người hoài đâu mà xúc sinh nó mãi mãi là xúc sinh đâu nếu mà chúng ta làm người mãi mà xúc sinh làm xúc sinh mãi thì ở trên thế gian này nó không có công bằng không có công bằng như vậy thì anh có tội thì anh bị đọa anh có phước thì anh được hưởng siêu hay đọa là do mình phước hay tội cũng do do mình như vậy chúng ta là người học phật khi mình làm một việc gì cần phải suy nghĩ và xem có cái hậu quả của nó như thế nào chư tổ thường nói một câu rất hay bồ tát sợ nhân chúng sinh sợ quả bồ tát sợ nhân có nghĩa là khi chúng ta làm một việc gì đó mình phải cân nhắc bởi vì mình biết nếu đã gieo nhân thì phải gặt quả còn chúng sinh sợ quả là sao là cứ làm tới chừng bị tù bị tử hình bị đọa địa ngục rồi lúc đó mới mới than chúng ta không thể làm những chúng sinh như vậy mà mình phải làm bồ tát khi mình làm một điều gì nói một điều gì chúng ta cần phải cân nhắc cái hậu quả của nó để mình không rơi vào tội lỗi sa đọa đau khổ nhất là sát sinh như vậy nhân dịp làm con dê thầy cũng lấy cái chuyện con dê trong kinh tiểu bộ để kể cho quý vị nghe đồng thời cũng nói thêm một số sự tích mà Đức Phật đã kể ở trong kinh Tiểu Bộ cũng như tích truyện pháp cú về sát sinh và quả báo của sát sinh để cho toàn thể quý Phật tử lấy đó làm những bài học và cố gắng mình là người Phật tử giữ năm giới trong đó có giới không sát sinh Giữ gìn được giới không sát sinh thì hiện đời chúng ta được an lạc hạnh phúc, đời sau chúng ta cũng được an lạc hạnh phúc. Và chúng ta cũng nên cân nhắc nghề nghiệp của mình trong cuộc sống phải chọn những nghề nào đó không đem lại đau khổ cho mình cho người. Mà Đức Phật dạy là tránh mạng đó là nuôi mạng chân chánh nuôi mạng chân chánh là chúng ta không làm những cái nghề sát sinh không làm cái nghề sát sinh thì chúng ta không có bị những quả báo đau khổ trong tương lai trước khi dứt lời xin thành tâm cầu nguyện tam bảo gia hộ cho toàn thể quý phật tử và gia quyến trong năm ất mùi luôn được an vui hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu học nam mô a di đà phật